Tô Đô Sô Nam Mô Kama Tu Tăng Ma Măng U Tam Măng Ghe Na Văn Đề Hăng Sang Gan Chất Tu Vi Đô Tam Măng Sang Ghe Yô Kha Lý Tô Đô Sô Sang Gô Kama Tu Tăng Ma Măng. Nam Mô Bụt Đà, Nam Mô Đàm Ma Giá, Nam Mô Sang Ca Giá. Dạ, dạ, kính thưa sư, trước khi chúng con vào lớp học, kính thỉnh sư chúc phúc cho chúng con ạ. Dạ. Bhavatu sappa mangalam rakkhantu sabba devata sappa puttanupavena sada sati bhavantu te bhavatu sappa mangalam rakkhantu sabba devata sappa dhammanupavena sada sati bhavantu te bhavatu sappa mangalam rakkhantu sabba devata sappa sankhanupavena sada sati bhavantu te cittaya janarata cittamata 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 idam phalam etasmin ratanata yasmin sambasada Đana chê ta sông. Chúng con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Thanh vừa vâng lâm vào đạo tràng. Nam Mô Bụt Đà, Nam Mô Đàm Ma Giá, Nam Mô Sằng Ca Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ sư Pháp Trang đã truyền tâm di tam quy và ngũ giới cho chúng con và chúc phúc cho chúng con. Dạ, bây giờ kính mời chị Nguyên Như lên để thỉnh Pháp Sư nha. Chị mời chị. Nam Mô Bụt Đà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ca Giá. Dạ, Nguyên Như con xin kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, con xin kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin kính mời chư vị trong đạo tràng cùng con lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga va tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga va tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga va tu a ra ha tu Samma Sambuddhassa. Brahma Jaloka Thipati Sahampati Katan Jali An Thiwaran Ayachata Santi Thasantam Parachakkhajatika Desi Tu Thammang Anukam Bimang Bachang Santham Maferin Quy nhà dân cha ca dân Sùa tâm cha bệnh thân A phi thầm mà chăm măng A cô ta dân tu Cha tu sanh cha đành đăng Ba bu Tha nay ye parisa ya man che e wang sa ham ba ti brahma sa ga wan tang a ya cha tha tuân hi pha quê na tăng bu thu
karunyena thivasaya tanha uthaya badena nigadayang tato gato bancha vangya dayo naye amang baye si thammato tato bafuti samutho anuna thamma desanang makha wasani desesi santanang antha sintakang tena satu ayo fante dese tu thamma desanang sambajita parisaya anukambam bikatawe nak mô buddhaya nak mô thammaya nak mô sankhaya. Dạ nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư pháp thanh có thể đăng đàn để dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. À, kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. À, lâu quá, cả tháng rồi mới trở lại. À, hôm nay thì chúng ta tiếp tục học phần thứ 6. Tức là thất giác chi hay là bãi chi. Thì trước khi đi vào cái phần chi tiết thì chúng ta tìm hiểu về cái danh từ về cái bãi cái giác chi, thất giác chi. Thì chữ Sambodhanga đó hay là Sambodhanga để chỉ cho các cái thành phần mà dẫn đến cái sự hiểu biết đúng đắn về bốn cái chân lý cao thượng hay là còn gọi là giác chi. Thì chữ sam nó là từ cái chữ sambo thí, tức là hiểu biết hay là giác ngộ về bốn cái sự thật. Bốn sự thật đây là về cái chân lý tứ diệu đế, khổ, nguyên nhân của khổ, rồi chấm dứt hoàn toàn đau khổ và cái phương pháp thực hành để đạt đến sự chấm dứt đau khổ. Rồi cái sự sambo thí nó còn có cái ý nghĩa là chỉ cho cái tuệ đạo. Thì những cái vị hành giả nào đó mà thực hành đầy đủ bảy cái pháp này đó sẽ đạt đến những cái tuệ đạo siêu thế. Mà bảy cái chi pháp này đó thì gọi là thất giác chi. Rồi cái cái chữ là Bodhanga thì cái chữ là Bodhanga đó là cái dẫn đến sự giác ngộ đó. Cho nên đó là đức khi mà có một cái vị tỳ kheo thắc mắc có đi đến hỏi Đức Phật thì Đức Phật giải thích như sau. Bạch Đức Thế Tôn, Bodhanga được gọi như thế. Bạch Đức Thế Tôn xin ngài hãy từ bi chỉ dạy lời này
có thể được áp dụng đến mức như thế nào. Thì Đức Phật dạy rằng: Bố chăn gá Sông quách tăng tì tí khô Ấp phích khu tát ma Bố chăn gà Tí quốc cho tí Do những cái chi phần này Nó dẫn đến cái sự hiểu biết Sự giác ngộ Vì lẽ ấy này chư tỳ khưu Được gọi là bố chăn gá Hay là những cái giác chi Thì nếu mà giải thích thì nó là các cái chi phần của cái người mà giác ngộ được chân lý là các cái pháp đồng sanh đưa đến giác ngộ một cách chân chánh. Rồi cái ý nghĩa thứ ba là gì? Pháp làm cho tỉnh ngộ, thoát ra sự si mê u. Thứ tư là pháp giúp thành tựu thông suốt bốn diệu đế. Như vậy nó được gọi là giác chi, vì nó làm cho xa lìa, viễn ly những cái pháp mà phiền não liên hệ đến tham sân si. Thì viễn ly ở đây thì nó có ý nghĩa nha, là xa lìa những cái trói buộc, những cái triền phược, là gì, từ bỏ năm pháp chướng ngại về phần tinh thần, rồi đoạn diệt những cái nguyên nhân dẫn đến luân hồi, trên đó là nó giúp cho cái vị hành giả đó xa lìa những cái bất thiện pháp, rồi từ bỏ năm cái pháp triền cái, là cái những cái pháp để ngăn che cái con đường đạt đến sự tiến bộ, và từ đó đó mới đoạn diệt những cái nguyên nhân dẫn dắt đến chúng sanh tái sanh trong dòng sanh tử luân hồi. Cho nên đó là khi mà chúng ta thực hành thì từng bước chúng ta sẽ trừ tuyệt, khi mà cái vị hành giả đạt đến những cái tầng thánh đạo thì sẽ trừ tuyệt các cái pháp, những cái tùy miên, những cái phiền não mà ngủ ngầm ở trong nội tâm. Thì trong đoạn kinh Đức Phật dạy: Này chư tỳ khưu, quý như các cây đà, cây kèo của ngôi nhà nóc nhọn, tất cả cây đà, cây kèo đều thiên về, hướng về, xuôi về cái đỉnh nóc nhọn. Cũng vậy, này chư tỳ khưu, vị tỳ khưu tu tập bãi giác chi, làm cho sung mãn bãi giác chi, thiên về, hướng về, xuôi niết bàn. Thì niết bàn giống như là chỗ quy tụ, là cái đỉnh cao để mà hành giả đạt đến cái sự giải thoát. Thì trong kinh điển cũng có nhiều cái bài kinh liên quan đến cái bài thất giác chi. Thì cái chữ mà bố thí đó và ăn gá, nó là chỉ cho cái sự giác ngộ hay là hiểu biết sâu sắc liên quan đến sự tích chứng ngộ tứ diệu đế, tức là bốn chân lý cao quý. Rồi cái chữ ăn gá thì nó có nghĩa là những cái yếu tố hay là những cái chi phần ở đó, mà chữ bố chăn gá đó là những cái yếu tố hay là những cái chi phần đưa đến cái sự giác ngộ, những yếu tố của đại minh sát hay của trí tuệ, do đó mà được các vị trưởng lão, các vị a xà lê dịch là thất giác chi. Thì cái
chữ mà bố chân giá, nó là bảy yếu tố là niệm sa tí, trạch pháp, tham má, quy chế giá, tấn, quy lý giá, hỷ, bi tí, an, bát sa thí, định, sa ma thí, ubekha, xả. Thì ở đây chúng ta tìm hiểu một cái bài kinh mà Đức Phật đã giảng cho ngày Kassapa. Một thở nọ, Đức Thế Tôn ngự trong thành Hương Xá Rajagaha tại Trúc Lâm Veluvana, chỗ nuôi các con sóc. Lúc ấy Đại Đức Maha Kassapa lâm bệnh. Ngài lâm trọng bệnh vào lúc hoàng hôn. Đức Phật rời khỏi trạng thái vắng lặng của Ngài đến thăm Đại Đức Maha Kassapa, ngồi lại và ngỏ những lời trí tuệ sau đây. Này Kassapa, hôm nay con đau thế nào? Con có nghe đau đớn quá lắm hay không? Con có chịu nổi không? Sự đau đớn có thuyên giảm không hay vẫn tăng thêm? Có dấu hiệu nào cho thấy giảm bớt hay vẫn tăng thêm? Bạch Đức Thế Tôn, con rất đau đớn, con không thể nào chịu nổi. Sự thật là rất đau đớn vô cùng, không có dấu hiệu nào thuyên giảm mà càng lúc càng đau thêm. Này Kassapa, bảy yếu tố của sự giác ngộ ấy mà Như Lai đã giảng giải tận tường. Như Lai đã trao dồi và phát triển đầy đủ, và khi được trao dồi và phát triển đầy đủ, bảy giác chi này đưa đến chứng ngộ trọn vẹn, trí tuệ toàn hảo, đến niết bàn. Bảy yếu tố ấy là gì? Niệm. Này Kassapa, pháp này Như Lai đã giảng giải tận tường, đã trao dồi và phát triển đầy đủ. Và khi mà được trao dồi đầy đủ phát triển, tâm niệm đưa đến chứng ngộ trọn vẹn, trí tuệ toàn hảo, đến niết bàn. Hai trạch pháp, ba tinh tấn, bốn phỉ, năm an, sáu định, bảy xả. Này Kassapa, pháp này Như Lai đã giảng giải tận tường. Bảy giác chi này quả thật là vậy. Này Kassapa, Như Lai đã giảng giải tận trừ tường. Như Lai đã trao dồi và phát triển đầy đủ. Và khi được trao dồi phát triển đầy đủ, thất giác chi này đưa đến chứng ngộ trọn vẹn, trí tuệ toàn hảo, đến niết bàn. Bạch Đức Thế Tôn, quả thật bảy yếu tố ấy là thất giác chi. Bạch quá Đức Thế Tôn, quả thật như vậy. Đó là bảy yếu tố giác ngộ. Đó là những lời của Đức Phật. Và tiếp theo là lời nói của Đại Đức Maha Kassapa đón mừng tiếp nhận những lời vàng ngọc của Đức Thế Tôn. Liền sau đó Đại Đức Maha Kassapa hết bệnh. Lúc bấy giờ bệnh tình của Đại Đức Maha Kassapa liền tan biến. Thì trong bài kinh, Đức Phật cũng thường xuyên đề cập tâm nó có một sức ảnh hưởng mà đến sâu xa vô cùng kỳ diệu. Nếu mà chúng ta không luyện tập, không hướng dẫn, không đào luyện tâm, mà để tâm buông lung theo những tư tưởng ô nhiễm xấu xa, thì có thể đem đến những cái tai hại không thể nào lường được, đến độ có thể giết một chúng sanh. Tuy nhiên, nếu tâm được quân tập, được tu tập, được hướng dẫn, sửa đổi, hướng đến những cái điều tốt đẹp, thì năng lực tâm cũng có thể chữa khỏi những chứng bệnh của tinh thần và thể xác. Nếu tâm thanh tịnh, mạnh mẽ vào những tư tưởng chân chánh và sự hiểu biết chân chánh, thì thành quả mà tâm có thể đạt đến vô cùng rộng lớn và sâu xa. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng tâm không những có thể gây đến những cái bệnh tật, mà tâm cũng có thể chữa bệnh. Thì y học cũng chứng minh rằng đó, có những bệnh nhân
nếu mà họ có cái hiểu biết với cái tinh thần lạc quan thì khi mà cái tinh thần lạc quan với trí tuệ hiểu biết như vậy đó thì cũng có thể làm cho cái bệnh tật nó được được giảm thiểu. Cho nên á là có cái bài kệ trong có cũng bài kinh là Thất Giác Chi, thì qua cái bài kinh Thất Giác Chi này đó, nhiều vị đang bệnh mà trong đó có cả Đức Thế Tôn nhờ thực hành theo cái Thất Giác Chi này mà khỏi bệnh. Cho nên là trong kinh gọi là những cái bài kinh để hộ trì. Sự thật ra đó, khi mà một cái người mà bị bệnh thì nó do sự mất quân bình của vật chất hay là hoặc của tinh thần, cho nên nó đem đến cái bệnh do phiền não, do phiền não trong nội tâm, thì nó cũng có thể làm cho cái thân bệnh. Khi mà cái tinh thần nó ủ rũ, nó bấn loạn, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái sắc pháp. Rồi nếu mà cái sắc pháp á, nó bị, hay là chúng ta nói dễ hiểu, tứ đại nó bất hòa, thì nó cũng ảnh hưởng đến tinh thần. Cho nên á là qua cái bài kinh Thất Giác Chi thì các vị mới thực hành, rồi nhờ cái phỉ lạc, nhờ cái phỉ lạc nó sanh khởi, thì nó đem đến đẩy lùi tất cả những cái bệnh tật, hoặc là cái pháp xả nó phát triển, thì nó sẽ quân bình trở lại về cái tinh thần hay là trong cái tứ đại, đưa đến thoát khỏi những cái bệnh tật. Cho nên á là cái bài kinh này đó nó là sự hộ trì, nhưng mà cho những người mà biết thực hành, chứ cái những cái người mà không có biết thực hành cái Thất Giác Chi này đó, thì chúng ta đọc thì họ nghe vậy thôi, họ nghe để họ có sự tăng trưởng niềm tin, để tạm thời cái tinh thần nó được an ổn. Thành ra đó, có những cái loại bệnh nếu mà bệnh về cái phần tinh thần thì phải chữa trị về tinh thần, còn nếu mà bệnh thuộc về phần vật chất thì phải có cái phương pháp điều trị thuốc men nó thích hợp, thì nó sẽ đem đến hết bệnh, chứ không phải mình nghe nói cái bệnh, cái bài kinh Thất Giác Chi này á là tụng cho bệnh nhân, rồi cái người bệnh nào mình cũng đem ra mình tụng được. Cho nên chúng ta phải hiểu cái nhân quả. Ví dụ như Đức Phật nói là bệnh chỗ nào thì phải trị ngay chỗ đó. Nếu một người mà bệnh về cái bị bệnh về tinh thần, mà nếu mà thuốc men không thì nó không có hết. Bởi vì mấy chú thợ cũng đang làm, cho nên là nó cái âm thanh nó hơi bị ồn, cũng xin quý vị hoan hỷ thông cảm cho. Thành ra chúng ta phải thực hành, phải hiểu biết từng cái chi pháp, để rồi chúng ta thực hành thì mới đem đến cái lợi ích, cái hiệu quả. Đó, bây giờ quý vị thấy rằng trong cái đời sống hiện tại, những cái áp lực trong công việc, rồi áp lực của gia đình, áp lực ngoài xã hội, rồi nó bị cái tinh thần nó bị khủng hoảng, đâm ra bị trầm cảm, rồi bị căng thẳng, bị stress, rồi rất là nhiều. Mà nếu mà những cái người này đó mà không biết
cái cách thức để mà giải tỏa, để mà điều trị những cái căn bệnh của tinh thần thì sao? À, dẫn đến những cái tai hại khôn lường cho chính bản thân những cái người mà có đôi lúc á, nó gây tai hại cho những cái người thân, những cái người xung quanh nữa. Cho nên đó là cái tinh thần á, nó cũng rất là quan trọng. Thì tùy theo cái bệnh mà chúng ta có cái phương pháp điều trị, rồi cái thất giác chi này đó, thì sao, nó là những cái yếu tố, những cái phần hỗ trợ đưa đến cái sự giác ngộ. Khi mà chúng ta thực hành đầy đủ niệm trạch, tinh tấn, hỷ, an tịnh, định, xả, khi mà bảy cái giác chi này nó phát triển một cách mạnh mẽ đầy đủ, thì nó có cái công năng đưa đến cái sự hiểu biết về chân lý tứ diệu đế, đưa đến cái sự giải thoát cho cái vị hành giả, thoát ra khỏi những cái phiền não. Thì từ lâu chúng ta bị bao bọc bởi những cái sai lầm tà kiến của si mê hay là của vô minh. Cho nên là giống như cái con gà con nó phải được ấp ấp giữ gìn cái hơi nóng đúng cách nè, rồi những cái điều kiện đầy đủ, cái con gà nó phát triển đầy đủ, thì khi đó con gà nó có đủ cái sức mạnh thì nó mới có thể phá vỡ được được cái vỏ trứng để thấy được cái ánh sáng, để hở được cái không khí ở bên ngoài nha. Cho nên chính nhờ khi mà chúng ta thực hành trọn vẹn đầy đủ bảy cái chi pháp này thì chúng ta mới có đủ sức phá vỡ những cái phiền não vô minh nó bao bọc từ lâu, để mà chúng ta đạt đến cái sự giải thoát. Cho nên mới gọi là trợ đạo hay là giác chi đó, là cái ý nghĩa nó là như vậy đó. Cho nên là chúng ta phải tìm hiểu rồi phải thực hành một cách đầy đủ trọn vẹn. Khi mà chúng ta thực hành bảy cái giác chi này nó phát sanh đầy đủ, thì lúc đó nó có đủ cái sức mạnh để diệt trừ các cái pháp triền cái, các pháp ngủ ngầm, những cái pháp tiềm miên, và diệt trừ tất cả những cái phiền não để đem đến thánh đạo thánh quả. Thì lúc đó tùy theo mức độ của cái vị hành giả có thể diệt trừ từng mức các cái phiền não mà đạt đến từ sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, và cao tột nhất là tứ đạo tứ quả hay là thánh vô lậu a la hán. Rồi nếu mà những cái vị mà cái túc duyên chưa đầy đủ mà còn thiếu các cái pháp độ, hay là hoặc là còn thiếu những cái điều kiện nào đó, khi mà thực hành đầy đủ thất giác chi này, mặc dù những cái vị này đó chưa có đạt đến thánh đạo thánh quả, chưa diệt trừ những cái phiền não, nhưng mà ngay khi mà quý vị thực hành trọn vẹn đầy đủ thất giác chi thì lúc đó quý vị cũng có được cái hiện tại lạc trú, tức là cũng được cái sự an vui khi mà chúng ta thực hành cái giáo pháp. Cho nên là ngay trong hiện tại này, chúng ta phải có cái sự nỗ lực ngay trong đời sống này, ngay trong ngày hôm nay,
ngay trong giờ phút nào mà quý vị có điều kiện, quý vị cố gắng nỗ lực thực hành. Thành ra đó, cái chúng ta có cái hoài bão, có cái định hướng trong cái sự tu tập. Nhưng mà nếu mà chúng ta còn chần chừ, còn lui sụp, chúng ta chưa có thực hành, thì sao? Bây giờ ngay trong cái phút hiện tại này, ngay trong cái giờ phút này mà nếu mà mình không không làm thì sao? Thì rồi sức khỏe nó biến chuyển, rồi cái trí tuệ nó biến chuyển, rồi là tác động của thời tiết, của điều kiện xã hội bên ngoài đủ thứ hết, nó sẽ gây những cái chướng ngại, những cái cản trở trong cái bước đường tu tập của chúng ta. Cho nên là Đức Phật dạy là chúng ta phải nhanh chóng cố gắng mà thực hành các cái pháp đem đến cái lợi ích ngay trong đời sống hiện tại này. Còn nếu mà chúng ta học rồi chúng ta còn lơ là, chưa có cái quyết tâm mạnh mẽ, chưa có cái sự nỗ lực tinh tấn để vượt qua tất cả những cái chướng ngại, những cái phiền não, thì sao? Những cái triền cái này đó, nó cứ ngăn chặn mình hoài. Cho nên là chúng ta phải có sự cố gắng nỗ lực để mà thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Mà đây là cái pháp rất là quan trọng, thì từng bước đi vào từng chi pháp thì sư sẽ dẫn chứng những cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, hoặc là dẫn chứng các cái bài, cái lời dạy của chư thánh tăng, để thấy cái thất giác chi này nó rất là quan trọng. Nếu mà quý vị muốn đạt đến bát thánh đạo thì phải thực hành cái đầy đủ trọn vẹn thất giác chi, bảy giác chi này nó mới đủ điều kiện để đưa quý vị đạt đến cái tầng thánh, đạt đến bát thánh đạo. Cho nên là trong cái buổi học đầu tiên này thì chúng ta tìm hiểu về cái thất giác chi, rồi từng bước thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết, niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cận giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, và cuối cùng là xả giác chi. Thì hôm nay thì chúng ta tìm hiểu cái phần ý nghĩa của cái thất giác chi. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng thảo luận, tìm hiểu thêm. Còn những cái gì mà thắc mắc thì nêu lên để cùng nhau thảo luận, chia sẻ, giải đáp, để quý vị hiểu rõ trước khi mà chúng ta đi vào cái phần chi tiết. Và bây giờ thì xin cung thỉnh cho Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận. Nam mô Bổn Thầy giá. Nam mô Bổn Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Ca giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã trở lại lớp học và giảng dạy cho chúng con đến cái phần Vajjanga là thất giác chi. Dạ, Nguyên Như xin có một câu hỏi chung cho cái phần này, là khi mà mình học và mình biết về cái bảy cái giác chi này, thì khi mà tụi con ngồi hành thiền, hoặc là tụi con ngồi về định, hoặc là về tuệ, thì Bạch Sư, thì bảy cái giác chi này nó phải lên một lượt, tức là tụi con phải rành rẽ tất cả để lên một lượt, hay là tùy theo cái tâm trạng và tùy theo cái gọi là tính khí của mỗi hành giả mà mình phải dùng những cái giác chi khác nhau, và về cái mặt mà mạnh và yếu của mỗi giác chi nó phải khác nhau, hay là tất cả mình đều lên một lượt hết, Bạch Sư? Dạ, con dâng mic lại cho Sư ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì cái gì á nó cũng phải đi đi từng bước. À, thành ra ở trong đây đó, Đức Phật mới đề cập đến là cái niệm giác trì. Niệm giác trì nó là cái căn bản, cái nền tảng. Mình phải phát triển cái niệm giác trì trước. Chính nhờ có cái niệm giác trì á nó mạnh mẽ rồi. Thì mình mới phát triển những cái chi kế tiếp, trạch pháp, tinh tấn kìa, không đó. Rồi đến một lúc á mà trong bài kinh hồi nãy sư mới đọc đó, Đức Phật nói á, là tất cả các cái giác chi này nó đều hướng đến cái sự giác ngộ. Dưới như cái ngôi nhà nóc nhọn, tất cả cái kèo, cái đòn tay, cái ruồi nó đều hướng đến cái nóc nhọn hết. Thì cũng vậy, từng bước giống như mình làm ngôi nhà, mới đầu là mình phải dựng cột, dựng cột mà dưới cái chân cái cột đó, là bởi vì phải có những cái người ta hồi xưa người ta cất nhà ta kêu bằng cột kê đó, nó có phải những cái tảng đá, những cái tảng đá, những cái đá để cho cái cột nó vững vàng. Thì cái điều quan trọng đầu tiên là gì, là niệm giác trì. Cái niệm này nó phải có mặt. Rồi sao, phải có sự tinh tấn, rồi trí tuệ, rồi á nó mới đưa đến cái sự hoan hỷ, hoan hỷ, rồi nó mới đưa đến gì, cái an tịnh. An tịnh á thì mới định chắc trình đó rồi đó. Rồi nếu mà có những cái chi pháp nó vượt trội thì chúng ta phải dùng cái xả giác chi để quân bình, cân bằng các cái chi pháp khác, không để cho cái chi pháp nào nó vượt trội. Thì mới ban đầu á là phải có những cái pháp dẫn đầu, những pháp căn bản, hay là gọi là ở trong 24 nhân duyên gọi là tiền sanh duyên, hay là pháp trưởng đó. Thì những cái pháp này nó phải khởi đầu, nó là nhân, nó là nhân để tạo duyên, để cho những cái pháp kế tiếp là quả. Rồi cái pháp này đó nó là quả, nhưng mà nó là trở thành nhân để phát triển cái chi pháp kế tiếp. Cho nên đó, là nó phải từng bước. Những cái người hành giả sơ cơ thì phải tập. Thì mình học rồi, mình phải có gì, có niệm quyền, niệm quyền để nó có sức mạnh, nó cai quản các cái chi pháp khác. Rồi gì, phải phát triển cái niệm này nó mạnh, nó có một cái sức mạnh để đủ sức để đương đầu với cái tâm mà buông lung phóng dật, gọi là niệm lực. Niệm lực này nó đủ mạnh để nó dẫn dắt các cái pháp khác đưa đến giác ngộ, thì nó mới trở thành là niệm giác chi. Thì đó, nó phải đi từng bước như vậy á, cho đến lúc nào mà chúng ta phát triển đầy đủ bảy cái giác chi này hiện diện cùng một lúc, mà thì lúc đó đó giống như cái con gà con ở trong cái vỏ trứng. Nó phải nhiều ngày nó ở trong cái vỏ trứng, nó phải phát triển. Đến một lúc cái sức của nó đầy đủ, nó dùng cái mỏ nó khải, nó dùng hai cái chân nó đạp, hai cái cánh nó dùng vậy, thì lúc đó đó tất cả những cái sức lực này đó, nó mới đủ sức để phá vỡ cái vỏ trứng.
Hiểu vậy, mới đầu là chúng ta phát triển tâm chi pháp, cho nó có cái điều kiện để nó cai quản là cái quyền, rồi nó có sức mạnh là cái lực. Thì khi mà nó có cái khả năng để mà cai quản các cái chi pháp đồng sanh và có sức mạnh, thì như vậy đó nó mới đủ sức để mà phá vỡ cái phiền não, nó mới chặt đứt được những cái triền phược để mà chúng ta thoát ra đó. Thành ra đó, lúc đầu thì mình phát triển từng chi, nhưng mà đó từng bước mình nâng dần lên để nó trở thành cái giác ngộ đó. Thấy không? Cho nên á là ở ngoài đời thì quý vị thấy, ví dụ như bây giờ mình đi làm vậy, mới đầu mình vô mình làm nhân viên thôi, mình làm nhân viên ở trong văn phòng thôi, thì mình chỉ phụ trách nội một cái phần hành của mình thôi, nhưng mà từng bước lâu ngày, dần dần mình có kinh nghiệm, mình lên cái chức là trưởng phòng, mình lên chức trưởng phòng á là mình phải cai quản tất cả những cái nhân viên ở trong cái phòng đó. Thì lúc đầu đó cái niệm á, nếu mà lúc đầu mới tập thì cái niệm á, nếu mà giống như ở bên mà thiền chỉ thì chỉ chú một vào cái đề mục thôi, để cái tâm nó định, nó gắn chặt với cái đề mục đó. Nhưng mà đối với cái niệm của bên thiền quán thì không, nó không có chỉ gắn trên chìm sâu trong cái đề mục đó, mà sao nó phải biến chuyển. Ví dụ giống như ở một cái thành để mà quan sát kiểm soát những cái người mà ra vào đó, cái người lính thì họ đứng ở dưới ngang cổng, ngang cái cửa thôi, họ quan sát những cái người vô ra thôi. Còn cái ông quan mà giữ đó, ổng cũng làm nhiệm vụ, ổng giữ cái thành, nhưng mà cái chức năng ổng nó cao hơn. Ổng vừa phải đứng ở trên này, ổng quan sát những cái người vô ra, xem xét cái người này á, là có phải là người dân hay không, những người tốt hay không, hay là cái bọn xấu nó trà trộn vô đó. Thì cũng vậy, cái lúc đầu cái niệm á, mới bắt đầu nó chỉ ghi nhận trên cái đối tượng thôi, nhưng mà muốn trở thành giác chi thì nó phải ở một cái tầng mức cao hơn, nó phân biệt được niệm đối tượng, nhưng mà biết đối tượng này như thế nào, thuộc về tinh thần hay là danh, về vật chất hay là sắc, rồi nó sanh như thế nào, nó diệt như thế nào. Còn lúc đầu á, bởi vậy hành giả sơ cơ thì sao, lúc đầu chú một vô thở ra, thở vô thở ra, hơi thở thôi. Nhưng mà lần hồi thì phải biết cái hơi thở, cái chuyển động này nó sanh lúc nào, nó diệt lúc nào, nó kéo dài như thế nào đó. Thì như vậy đó, chính nhờ cái quan sát nó tường tận cặn kẽ như vậy á, để mình mới đưa đến cái gì, cái giác ngộ là cái sự vô thường, vô thường của cái sắc pháp là hơi thở, mà sắc nó vô thường thì danh nó cũng vô thường. Cái tâm quan sát cái chuyển động của hơi thở nó cũng vô thường, nó cũng sanh cũng diệt đó. Thành ra chính nhờ đó phát triển lên tới thấy được cái sanh diệt của sắc, sanh diệt của danh, thì chúng ta mới đưa đến cái sự giác ngộ, sự hiểu biết đó. Thì nó từng bước từ thấp đến cao. Mới bắt đầu á là mình phải có cái niệm quyền trước này,
cái niệm này nó phải có cái sức mạnh, nó quyền, nó cai quản những cái pháp đồng sanh. Rồi nó phải có sức mạnh để nó nâng đỡ các cái pháp khác, những pháp nào lùi sụp nâng lên, những cái pháp nào quá thì nó phải kềm chế lại. Rồi khi mà nó đưa đến cái mạnh mẽ hơn thì nó mới đưa đến cái sự giác ngộ, mới trở thành là niệm giác chi đó. Thì trong cái phần sau thì khi mà chúng ta đi vào chi tiết đó, từng cái chi pháp đó, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Cho nên là muốn đạt đến cái sự giải thoát thì lúc đó đó, ngay cái lúc đó đó thì phải đầy đủ bảy cái chi pháp này, nó sanh khởi lên đủ mạnh để mới có đủ sức sát trừ những cái phiền não ngủ ngầm, những cái triền cái cản trở hướng đến đạo quả giải thoát, diệt trừ tất cả những cái phiền não. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nguyên Như, và chúc cô và quý vị tất cả nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Và Nguyên Như con xin thay mặt lớp học có thể tri ân những lời dạy bảo của sư Pháp Thanh. Và bạch sư, con thấy con mấy bữa này con có một hai cái thắc mắc, con cũng nghe người này người kia đồn, nhưng mà con nghĩ thôi con hỏi thẳng với sư để mà sư trình bày cho lớp á, thì khỏi khỏi có nói tới nói lui tam sao thất bổn đó bạch sư. Con có nghe là ở bên Việt Nam á, thường thường là mình đi làm cái lễ Katina đó, mình đến chùa, nhưng mà con được biết á là sư Pháp Thanh á, sư không còn ở chùa nữa, mà sư có một cái tỉnh thất nhỏ rất là dễ thương ở dưới Mỹ Tho. Thì bà con hàng xóm cũng gieo duyên với Tam Bảo, cũng có lợi là làm những cái lễ rất là dễ thương, lễ Katina với sư được mấy năm nay bạch sư. Rồi con nghe một hai cái lời đồn nữa đó là sư đang xây dựng tăng xá. Như vậy là sư đã nhận được đệ tử hả bạch sư? Hay là có chư tăng lợi theo sư vào trong tỉnh thất của sư để mà tu bạch sư? Con nghe rất là hoan hỷ, mà con không biết là cái phần con nghe được chính xác tới bao nhiêu phần trăm. Và sư có thể chia sẻ với tụi con được không bạch sư? Và con xin dâng bích lại cho sư ạ. Nam mô Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ma Giá. Dạ thì nếu mà có cái sự thắc mắc thì sư cũng xin chia sẻ đôi điều. Thì thật ra đó, hồi đó thì trước đó thì sư ở chùa Pháp Bảo tu tập một thời gian, đến khoảng 2002 đó, thì sau khi mà thấy cái bổn phận của mình đối với chùa nó cũng ổn, và có những cái vị huynh đệ có khả năng để mà lo cho chùa, thì lúc đó thì sư cũng đi Miến Điện ở bên Myanmar 2 năm để mà học thiền. Sau khi ở Myanmar trở về đó, thì cũng có một số các cái vị thân quen, rồi lúc đó là có những cái công việc đó, cũng nhờ giả, thì cũng có thời gian ở giúp để xây dựng cái ngôi chánh điện của chùa Tứ Phương Tăng. Rồi có lúc thì cũng có thời gian về chùa Bửu Đức để có điều kiện trị bệnh, và cũng ở gần ngài Giác Chánh để tham vấn học với ngài một thời gian. Thì sau đó thì sư trở về thì cũng may mắn mấy đứa em nó có mua được miếng đất, cũng là một cái cốc nhỏ nhỏ để ở, cũng 5 năm rồi. Nhưng mà hôm rồi thì cũng có mấy người Phật tử, người ta cũng muốn đến để ở để nhờ sư chỉ dẫn về thiền, rồi hướng dẫn về dạy về giáo pháp đó.
Nhưng mà khổ nổi là nó không có cái nơi để cho người ta nghỉ. À, ban ngày thì ở đây, nhưng mà buổi chiều tối là phải đi ra mấy cái nhà trọ. À, rồi có một số Phật tử đi ở trên đồng xoài họ ghé thì cũng không có chỗ nghỉ ngơi. À, cũng phải ra ngoài nhà trọ rồi kia nọ, nó cũng hơi bất tiện. À, cho nên là mấy vị mới nói thôi giờ sư ráng cất một hai cái phòng, cái cốc nhỏ nhỏ để cho tụi con có dịp ở để học hỏi rồi này kia nọ đó. Rồi cũng nhiều Phật tử người ta phát tâm, thành ra thôi thấy là bây giờ đến cái lúc cũng phải làm. Chứ sự thật ra đó thì sư cũng ngại vấn đề mà nhận đệ tử rồi đó. Tại vì hồi đó thì ngài giác chánh ngài cũng thấy là khi mà nhận đệ tử rồi nhiều nó cũng mệt lắm. À, phải lo chỗ ăn chỗ ngủ, phải dạy chỗ, phải. Nếu mà mấy ông đệ tử mà không làm tốt thì không nói gì, không làm cái gì đó thì mang tiếng. À, người ta cứ đổ thừa đệ tử của sư cả giác chánh. Cho nên hồi đó ngài giác chánh ngài nói thôi, tôi thấy mấy ngày tôi sợ quá, thôi giờ tôi kế hoạch, tức là ngài không có cho, không có làm thầy tế độ cho ai xuất gia đó. Nhưng mà rồi sao, rồi những năm sau này á, rồi cuối cùng có nhiều cái người mà họ có sự tín tâm với ngài quá, thì cuối cùng ngài cũng phải buộc lòng phải làm thầy tế độ, cũng phải cho xuất gia. Thì sư thì trước kia cũng có nhiều vị cũng quan hỷ muốn đi theo để học kia nọ, nhưng mà mình nghĩ là mình là còn rày đây mai đó, mà nhận đệ tử vô rồi nó không khéo, không có chỗ, không có điều kiện cho người ta ăn học rồi kia nọ thì nó rất khó. Cho nên là sư từ chối vậy đó, không có dám nhận. Thì bây giờ thì cũng vì cái điều kiện thì mình cũng làm một hai cái cốc để những vị nào có muốn đến ở thời gian để mà học hỏi về pháp hành, pháp học gì đó, thì mình có trong cái điều kiện khả năng mình sẽ hướng dẫn chỉ giúp cho người ta. Rồi còn sự thật ra về cái lễ dân nghi á, thì cũng vậy. Thì có vị nào phát tâm quan hỷ làm thì sư cũng nhận lời, nhưng mà sư nói là bị gì ở đây thì sức khỏe sư nó cũng không có tốt lắm. Thì chờ chừng nào mà tới sáng 16 mà ra hạ chắc ăn rồi đó, tròn hạ rồi đó, thì mới dám nhận lời. Thì nói chung thì cũng coi như là gói ghém, mà chỉ cần một số ít tài chánh rồi về là thỉnh vài vị sư đủ để làm buổi lễ thì được rồi. Thành ra là sư cũng rất là ngại, không có lên tiếng. Ai quan hỷ, ai khởi tâm tính tâm xin thì làm. Thì nói chung thì cũng làm này cũng được mấy năm rồi, thì cũng tốt đẹp. Có nhiều lúc mà sư cũng nói về mấy đứa em, nói thôi bài dân y rồi này kia nọ, rồi xin phép xin tắc rồi này kia nọ, lu bu quá không làm. Thì tụi nó mới không chịu, nó nói thôi kệ nó, lâu lâu á sư làm đi, rồi để có Phật tử rồi người ta đến, rồi á thí dụ như trong điều kiện khả năng á, người ta làm được nhiêu ta làm, rồi ở nhà hùng phước vô làm thêm để cho nó có phước. Thì cũng vì muốn tạo duyên cho mấy Phật tử quen biết, và cũng tạo duyên cho tạo điều kiện ở trong gia đình cho mấy đứa em mấy đứa cháu nó làm á. Cho nên là thôi sư cũng miễn cưỡng nhận lời vậy đó. Thành ra cũng hôm nay thì con như hỏi thì cũng nói để quý vị hiểu biết thêm. Rồi trong cái phần xây dựng thì cũng vậy. Thì tại vì cái điều kiện tài chánh thì cũng có, thì mấy hôm nay thì mấy vị sư bạn thì cũng ủng hộ, rồi Phật tử quen biết thì cũng có ủng hộ một ít
Thì nếu mà có sự hỗ trợ thì để làm cho nó được thành tựu tốt đẹp. Chứ còn sư thì sư cứ tính là thôi bây giờ có nhiêu làm nhiêu, được bao nhiêu làm bấy nhiêu, trước mắt rồi làm cái chừng nào có nữa thì làm thêm cái nữa, chừng nào có nữa thì tính tới nữa. Chứ còn bây giờ mình thì thiệt sư thì rất là ngại cái vấn đề mà kêu gọi. Tại sao không? Tại vì hồi đó sư cũng có nghe nhiều vị ta nói nói trời ơi sư biết không, hồi lúc mà sư ở bên Miến Điện á, cái vị đó trụ trì ở bên Mỹ rồi qua cũng học thiền chung đó, rồi có nhiều khi ngồi nói chuyện á, nói trời ơi mỗi lần tôi đi về tới chùa là nội mà cái thơ mà kêu gọi á một chồng như này, tôi đem tôi dục hết đó. Rồi á ông kêu chứ họ kêu gì mà họ kêu hoài thành ra đó thì mình cũng ngại. Rồi bây giờ á mình thì ở cái chỗ mà dùng sâu dùng xa rồi nhiều khi mình lên tiếng mình kêu gọi thì nó cũng rất rất là ngại cái vụ đó. Cho nên á thì ai quan hỷ thì giúp thì sư xin nhận, còn mà nếu mà lên tiếng mà kêu gọi á, thì mình cũng rất là ngại, sợ bây giờ nhiều chùa là cũng đang xây dựng rồi đủ thứ chuyện hết. Mà hồi đó đó thì ngài Giới Nghiêm ngài cũng có giảng cái bài pháp là về mà dắt sữa bò. Mình dắt vừa phải thôi để cho con bò nó còn nuôi con nó nữa, nó có sức nó ăn thì ngày mai mình mới dắt, chứ bây giờ nó còn nuôi con nó mình dắt kiệt hết làm sao. Rồi con gà nó đẻ trứng vàng nhưng mà mỗi ngày nó chỉ đẻ trứng thôi, thành ra mình phải nuôi con gà, mình để cho nó sống, nó ăn đầy đủ, nó còn nuôi con nữa rồi mới đâu á nó mới có sức nó đẻ. Còn bây giờ mình cái chuyện ngụ ngôn á, cái ông đó ông thấy gà đẻ trứng vàng tưởng đâu trong bụng nó vàng nhiều lắm, ông đẻ ông mổ bụng nó lấy vàng, ai về đâu mổ ra là không có, thấy không? Thành ra đó cái gì á thì mình cũng sống nó có chừng mực vừa phải, phải biết thì nó sẽ đem đến cái sự hoan hỷ mình. Chứ còn nếu mà mình cũng làm cái công việc Phật sự nhưng mà nếu mà mình làm nó mình không có suy tính thì cũng khổ tâm cho cái người Phật tử. Mà nhiều lúc là sư cũng nghe đôi lúc mà cái người Phật tử người ta cũng than phiền, đi chùa gì mà kêu gọi hoài, thành ra sư rất ngại trong cái vấn đề đó. Thì cái đây cũng nói lên để cho trong đạo tràng để có sự hiểu biết về cái công việc của sư, và cũng xin cảm niệm tri ân những cái tấm lòng tốt đẹp đã ủng hộ giúp cho sư, và cầu chúc quý vị luôn luôn có nhiều sức khỏe an vui, và quan trọng là nỗ lực tinh tấn học tập và thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Còn cái chuyện bố thí thì trong điều kiện khả năng nếu mình làm được thì cũng rất là tốt để hỗ trợ có chư tăng có điều kiện để tu tập để an ổn, thì cái điều đó cũng rất là cao quý. Và chúc tất cả quý vị luôn khỏe mạnh an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, nguyên như con xin kính tri ân lời dạy của sư. Dạ, con còn thắc mắc một chút xíu. Cái câu hỏi kế tiếp của nguyên như đó bạch sư là nếu mà sư xây dựng những cái cốc như vậy thì có thể là chư tăng về cái năm sau chư tăng có thể trở về chung với thịnh tất của sư để mà có thể nhập hà được không sư? Mà nếu mà chư tăng nhập hà như vậy thì những cái cốc đó tụi con có thể gọi là tứ phương tăng được không bạch sư?
Tụi con nghe là nếu mà mình hùng ở tứ phương tăng thì rất là có phước phải không bạch sư? Dạ con xin dâng bích lại cho sư ạ. Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ngà giá. Thì trước mắt thì cũng tạo một hai cái phòng, một hai cái cốc nhỏ để có điều kiện vậy thôi. Rồi nếu mà đến mùa an cư 3 tháng mùa mưa đó, thì nếu có vị nào quan hỷ, tại vì chư cũng không dám nói gì, điều kiện ở đây thì nó cũng cũng hạn hẹp lắm. Mà nếu mà vị nào quan hỷ thì có đến nhập hạ thì sư cũng cũng là rất là quan hỷ cái việc đó. Còn cái việc mà trở thành cái chùa tứ phương tăng thì thật ra mà nói là sư cũng không dám nghĩ đến, tại vì cái chùa thì nó phải nhiều cái điều kiện lắm. Đó, còn ở đây bởi lúc đầu là sư chính tính làm cái cốc, cái tịnh thất nhỏ nhỏ để ở tu thôi, chứ không dám gọi là chùa vậy. Rồi mấy vị kia hỏi chứ là sư lấy cái tịnh thất là tên gì thì nói là tên Thiện Hữu. Mà nói trời ơi, lấy cái tên gì mà ấy quá vậy, không lấy tên đồ kia cái. Thì sư mới nghĩ, tại vì hồi lúc mà sư ở bên Ấn Điện thì cũng có những cái vị mà bên Bắc Tông họ qua, họ xuất gia lại để tu tập, rồi tới chừng mà họ trở về bên Việt Nam thì những cái chùa cũ là không có chấp nhận, cho nên những cái vị này không có chỗ, không có nơi để ở. Thì lúc đầu mình cũng tính là làm cái chỗ nhỏ nhỏ để mà ai có cái sự quan hỷ thì đến mình nương náu để mà tu tập thôi. Cho nên là Thiện Hữu thì ở đây là nó là những cái người bạn, những cái người bạn lành. Thì ở đây không có, không phải là ở chùa, cho nên là ai muốn học hỏi về giáo pháp, ai muốn tìm hiểu về pháp hành thì sẵn sàng với điều kiện là mình đến đây để mình thực hành theo cái lời dạy, cái giáo pháp của Đức Phật vậy thôi, chứ mình không có nói là phái này phái kia phái nọ gì hết. Bỏ qua những cái đó, chỉ là những người bạn đạo, những cái người bạn để thực hành những cái điều thiện lành là tốt rồi. Thành ra mới lấy cái tên là Thiện Hữu. Còn cái chùa tứ phương tăng hay là chùa chiền gì đó, tại vì nếu mà bây giờ làm cái chùa thì nó đòi hỏi qua nhiều cái thủ tục, rồi tài chánh, rồi phải có cơ sở vật chất đủ thứ chuyện á. Là ở đây mình không dám, không có dám nói là chùa, chỉ là cái cốc nhỏ để ở. Rồi nếu mà có vị nào quan hỷ, bây giờ thì sư cũng nói vậy đó, điều kiện nó là vậy, nếu mà vị nào chấp nhận quan hỷ thì đến, thì ai đến thì mình cũng sẵn sàng tiếp đón hoan hỷ vậy đó. Chứ còn mình nếu mà mình làm chùa rồi mình thỉnh thỉnh mà nhập hạ thì mình phải lo cho tròn. Thấy không? Thí dụ như bây giờ mà cô Nguyên Như mà mời khách lại, mời khách lại thì bổn phận mình phải lo chu toàn. Còn nếu mà thí dụ như thân bằng quyến thuộc, bạn bè lâu ngày đến thăm, người ta muốn đến chơi thăm viếng mình á, thì nó, cái chuyện nó là khác ha. Mình có gì mình tiếp đãi. Còn nếu mà mình thỉnh mời thì mọi việc thì mình phải lo chu tất. Cho nên là sư thấy rằng mình chưa có điều kiện, chưa có những cái khả năng để lo đầy đủ, thì mình không dám nói là chùa hay là cái gì hết, chỉ là cái cốc, cái tịnh xá nhỏ nhỏ để mình lại ổn tu. Còn hả vị nào quan hỷ
muốn đến chơi, tìm hiểu gì đó thì sẵn sàng, trong điều kiện khả năng thì cũng làm hết sức. Còn cái việc mà chị nào muốn nhập hạ, có cái ý muốn nhập hạ thì cũng được. Chứ còn mà nói mà thỉnh về để nhập hạ thì không dám. Tại vì hạ thỉnh á, thì phải có điều kiện lo lắng về vật thực, rồi thuốc men, rồi thế này thế khác. Thì ở đây thì cái điều kiện nó cũng còn rất là hạn chế. Cho nên là cũng xin trình bày để quý vị hiểu như vậy. Chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ. Con xin thành nằm mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giải thích tường tận những thắc mắc của Nguyên Như. Và con thấy thời gian bây giờ cũng vừa phải lẽ. Con không biết là sư Pháp Trang còn có ở trước mic hay không. Và con xin kính thỉnh sư Pháp Trang có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con. Và sau đó Nguyên Như xin kính mời chị Nguyên Trang có thể tụng kinh hồi hướng cho lớp học. Và con xin xuống mic ạ. Nam mô Phật Thầy Giá. Anh cũng con xin thay mặt tòa Pháp Thanh, tòa Thanh Tâm để phúc đức đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Phật Thầy Giá. Hi chi tang ba te tang tam mahang ke pa me va cha me cha to cha pe po re an ta sang ka pa chan do pan na ra so ya tha ma ne cho te ra so ya tha sa pe te yom Viva chan to sa pa ro ro vena sa to ma te pa va ton ta ra yo sa ke de ka yo ko pa va pi ma da na se le sa ne cha va ta pa cha ye no cha ta rom Dhamma va than te a yo van no sa khang pa lang te a ta la ta sa ke ta ra la ha po ta sa sa ne a ro ram Sô kê ta hô hê sa ha sa pê hê nhà tê phê cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn được an vui cho mình và những người trong gia viên, cả thải tất cả phước bao hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an là thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tổ mỹ mãn, cho được thành tổ mỹ mãn, cho được thành tổ mỹ mãn. Sa thụ lành thai. Dạ, con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Pháp Thanh, sư Pháp Trang. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, sa thú, dạ con kính tri ân sư Pháp Trang đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con. Và kính tri ân sư Pháp Thanh ạ. Dạ con sám hối con vô trễ ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re po thi ka re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pha wan tu pu chi ta so tinh ka ro te tha vi ha man da le Thế ra cha mắt cha na wa ka cha phít ka wo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka. Ga ma cha de sa ni ga ma cha it sa ra sap ba na phu ta su khi ta pha wan tu te. Cha la pu cha ye pi cha an sa da sam pha wa san se da cha ta a tha wo pa pa ti ka. Ni ya ni kam tham ma wa rang pa tit cha te sap be pi duk kha sa ka ro tu sang kha yang.
Tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ca lăng. Sang khô hô tu sa mắc gô wa át tha cha cha hi tha cha át. Sang khô hô